bỏ nhiều năm đi làm chế độ thương binh theo thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhưng vẫn không có kết quả do không có đầy đủ giấy tờ. Thế nhưng, sau khi bỏ một phần kinh phí để nhờ một cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thì ông Hoàn đã hoàn thiện được hồ sơ thương binh với mức hưởng chế độ 4/4. À, để làm vậy như cũng có ít nhiều ít ít chứ vừa vừa được thôi, còn với anh đó là cũng cùng nhập ngũ một lần, nhưng mà anh đó là về huyện đội làm nở gì đây nở cái nhờ họ rồi là bạn bè đâu. Và theo người đàn ông này, để hoàn thiện được hồ sơ thương binh bổ sung các giấy tờ không có như giấy chứng thương thì ông cũng được một thượng úy quân đội làm giúp. Ngay cả việc khám giám định thương tật thì bệnh viện quân y 4 cũng chỉ khám bằng mắt, cùng với đó là chế độ xin cho. Ông cũng kiểm tra giờ mấy chỗ này, cho là hỏi như bác có mạnh 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 không có nữa, nhưng tôi chỉ bị thương phần mềm thôi. Thì đưa mấy cái vết thương cho họ xem nên là vết thương của bác nhẹ thôi, nói vâng vết thương tôi nhẹ. Có thể phải làm cho bác 84%. Thế tôi vâng cảm ơn các chú. Thì bữa sau là về thấy cái chú sĩ số nào bảo có đại em xuống xin là bạc được 3% là 27%. Thật là khi đó là có một ông bộ đội quân khu, anh ấy cùng quân hàm đại tá, chứ không phải là quân hàm thấp. Phòng chính sách quân khu đại tá chứ nghỉ hưu rồi, tôi nhớ nó ngoài nghỉ liền. Ông có nói chụp rồi được quả chứ ở quê vô không đi dân quân nên khải vết thương vô có cả mấy. Chú mất dạy ra đấy, các bạn yên tâm rửa làm cho. Theo thông tư 18 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khi làm hồ sơ thương binh thì đối tượng chỉ cần có 2 người làm chứng, hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương. Vì thế, nhiều đối tượng đã nhờ cậy người quen làm chứng thiếu trung thực để trục lợi. Sau đó, thông tư 16 ra đời, yêu cầu đầy đủ giấy tờ liên quan. Cũng từ đây, các đối tượng đã nhờ cậy đường dây chạy chế độ, làm giấy tờ giả. Nhiều nhất là giấy chứng thương và đơn vị chiến đấu. Cái này là từ hội đồng chính sách cấp xã cho đến ban chỉ huy quân sự huyện, rồi đến bộ chỉ huy quân sự huyện và đến quân khu. Thì việc này nó được hướng dẫn theo cái quy trình đó, và chắc chắn cơ quan quân sự họ phải có cái đánh giá sau cái vụ việc này, và sau cả cái chỗ hồng và cái nước thì họ sẽ có đánh giá về quy trình này, và họ sẽ có điều chỉnh phù hợp hơn đối với các cái chính sách. Tuy nhiên, quá trình liên hệ làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, phóng viên Thời sự VTC đã bị từ chối với lý do hết sức bất ngờ từ vị cán bộ trực ban. Cái quy định của quân khu là không tiếp những cơ quan báo chí bên ngoài vào phỏng vấn và làm việc về những cái vấn đề liên quan đến chính sách. Vì cơ quan quân đội đã có cái cơ quan báo chí của cơ quan quân đội rồi. Hàng nghìn đối tượng hưởng sai chế độ thương binh bị phát hiện. Cả nghìn tỷ đồng ngân sách đã bị thất thoát, khó truy thu. Nhiều đường dây làm giả hồ sơ thương binh bị bóc gỡ. Thế nhưng, cán bộ, tổ chức sai phạm, tiếp tay thì đến nay vẫn chưa được quyết tâm đưa ra ánh sáng.